hỗ trợ cho các bạn về dòng máy Word For C5210 này ha. Thì khi các bạn nhận một cái máy về thì ở đây sẽ có một hộp mực ngoài 500 ml cho các bạn. Các bạn vô lòng để dưới hộp mực này bằng dưới máy, và bạn lưu ý cho mình đó là mở cái nút mực nhỏ này trước khi sử dụng các bạn ha. Thì ở đây cái thanh menu của dòng máy in này thì nó rất là tiện lợi cho các bạn để các bạn sử dụng, nó tiện lợi hơn đối với các bạn sử dụng ở trên cái driver của máy tính này ha. Thì ở đây có cái bảng menu của mình ha, để các bạn có thể dễ dàng sử dụng hơn giao diện trên máy tính, driver máy tính ha. Thì ở đây các bạn vui lòng vào tab bảo trì. Các bạn lưu ý cho mình đó là kiểm tra in đầu phun và làm sạch đầu in. Các bạn có thể sử dụng hai tab này để các bạn bảo dưỡng cái máy in này. Thì ở đây các bạn lưu ý cho mình ha, khi các bạn sử dụng trên menu của máy in này thì nó có nó biết sử dụng có nó có một cái chức năng, đó chức năng power, đó chức năng clear 3 phút. Còn đối với cái thằng driver của thằng máy máy tính thì các bạn không có ha, nó chỉ clear thường cho các bạn thôi. Các bạn lưu ý cho mình ha. Ở đây máy mình đã châm mực vào và các bạn vui lòng về sử dụng đó là làm sạch đầu in của mình và các bạn kiểm tra đầu phun và điều màu các bạn xử lý cho mình ha. Đó là làm sạch đầu in. Khi các bạn nhận một cái máy về, các bạn vô lòng kiểm tra bảng má màu của mình. Ok này ha. Thì các bạn in sẽ không có vấn đề gì cả. Còn đối với này, khi các bạn vô lòng cào wifi, các bạn có thể qua cái tab wifi này. Ở đây nó có hai chức năng, đó là một chức năng các bạn kết nối qua điện thoại và một chức năng các bạn kết nối qua modem của mình đang xài, wifi của mình đang xài. Các bạn vui lòng kết nối thì các bạn cứ kết vào mà bắt đầu kết nối vào ha. Kết vào và chạy thôi, và cài đặt thôi, không có gì cả. Và các bạn ok nhập pass vào, nó sẽ tự động nhận cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về vấn đề in trực tiếp một file ảnh trên máy tính qua điều chú qua cái máy in này ha. Các bạn vui lòng chú ý cho mình. Ok, mình sẽ tiếp tục in một cái file ảnh này này. Mình sẽ in qua file ảnh này với dòng máy C5210 này các bạn. Mình sẽ chọn ở đây nó chỉ có hai cái ha để mình đã cài driver, đó là một cái 5210 series copy 1, đó là cái test cuộc. Còn series của mình đó là cái GP. Mình sẽ in qua GP ha. Khá nhanh các bạn. Mình sẽ chọn option, chọn green property. Ở đây các bạn có thể set chế độ in cho mình. Đây là một cái file hình ảnh, mình sẽ in trên file hình ảnh của mình ha, và mình sẽ chọn nó là suộc, đó là khi trên, đó là khi vi các bạn, và mình in trên khổ giấy A4. Kiểu in của mình sẽ chọn đó là kiểu in mate ha, paper mate ha, hay là kiểu in hình ảnh. Bạn có thể các bạn có thể chọn glossy cũng được ha, không có vấn đề gì cả. Rồi mình sẽ ok thôi, mình sẽ fix cái tấm hình này lại rồi mình sẽ boring thôi. Mình chỉ tiếp tục in một cái file này với in hai mặt ha, các bạn có làm xong cho mình. Ở đây mình in hai mặt thì mình vẫn chọn file thôi, màu riêng thôi, và mình chọn ra cái máy in của mình các bạn. Ở đây mình in hai mặt thì các bạn có thể chọn hai slide thôi, nó tự động nó sẽ tự đảo chiều cho mình các bạn. Rồi ok như vậy thôi. Rồi mình chỉ in file này. Các bạn thấy không ạ? Nếu KP của mình đã hết giấy thì sẽ tự động nó lấy trừ phần góc giấy ở PC mà nó sẽ tiếp tục nó in, nó không tình trạng báo hết giấy ha, trong khi giấy.
tốc độ in rất nhanh các bạn. Ở đây các bạn biết in hai mặt như vậy có thể tiện lợi cho các bạn về vấn đề in tờ rơi và các bạn về vấn đề in quạt tài liệu cho mình ha. Hình ảnh lên rất là sắc nét rồi, không bị nhòe như các cái dòng in khác. Tiếp theo mình sẽ hỗ trợ cho các bạn sử dụng chức năng in ảnh trên thiết bị di động ha. Mình sẽ trước hết các bạn muốn in ảnh từ một chiếc điện thoại của các bạn để truyền qua dữ liệu từ tới cái máy in C5210 này, các bạn vô lòng chọn tải cái thằng Epson Avrin giúp mình, ok chưa? Khi các bạn tải cái thằng Epson Avrin này về thì nó sẽ có một cái chỗ đó là các bạn tìm kiếm login, ok chưa? Tìm kiếm cái thằng Workforce C5210 này, ok chưa? Nó sẽ hiển thị với các bạn. Thì đối với này thì mình thì nó đã có C5210 thôi, thì các bạn chỉ cần tích vào để mà sử dụng thôi. Mình sẽ tiếp tục, mình sẽ hỗ trợ các bạn về cách in boring photo. Mình sẽ chọn một cái tấm hình của mình ha, mình sẽ chọn một cái tấm hình như này. Rồi tiếp tục mình sẽ bấm vào để mình chọn select. Các bạn có thể chọn nhiều hình với một tập tin ha, và các bạn net tiếp tục. Rồi mình sẽ nằm ngang cái tấm hình này lại ha. Rồi mình sẽ ở đây nó sẽ chọn cái chế độ in cho mình. Các bạn có thể chọn paper size, ở đây nó sẽ hiển thị cho các bạn rất là nhiều bộ giấy ạ. Rồi kiểu in của mình thì đó, các bạn có thể chọn hình ảnh thì các bạn có thể chọn glossy, matte, còn nếu các bạn muốn in nhanh thì các bạn có thể chọn color hoặc là blend paper. Rồi tiếp tục, ở đây layout các bạn vô lòng chọn giúp mình đó là border, ok rồi. Và paper sort thì các bạn có thể, ở đây nó vẫn có hai key cho các bạn, một key tray, tray là nó key trên, còn cast 1 là ở key dưới, các bạn có thể chọn auto cũng được. Mình sẽ chọn key trên. Bắt đầu mình sẽ in với chế độ color thôi ha, mình sẽ print thôi. Mình sẽ tiến hành mình in vào, bấm continue. Rồi máy bắt đầu thực hiện lệnh in của mình ha. Các bạn ý đối với các bạn in hình ảnh, các bạn vô lòng chọn sách trên giùm mình. Rồi các bạn in văn bản, các bạn chọn cách dưới ha. Đây là một tấm hình các bạn in trên điện thoại, ok ạ. Rất đẹp các bạn, màu sắc là ok. Và là mình đã hỗ trợ cho các bạn cho đến tay tính năng